Tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết lực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dục Quỳnh thấy có nguyên xương Phật tài. Con tri ân sư, cảm ơn Hoàng Việt. Bài học hôm nay, bài năm kinh Ngụ Ngôn Hòn Núi, Bát Bát Tu Ma Ma Sutta, hiểm họa không ai tránh thoát. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tự Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngài nói đến sự già, sự chết, nó chi phối chúng sanh, và con người bất lực trước cái chết. Điều này không có nghĩa là Đức Phật ngài nói với cái thái độ tiêu cực, và ngài dạy rõ là khi biết như vậy thì phải ráng rỡ tu thân hành thiện để sống lợi lạc đời này và đời sau. Vì cái tích cực của con người đó, mà họ nghĩ rằng là sống phải năng động, phải hoạt động, phải đi tìm cái danh, cái lợi, đi tìm tài sản để sống an vui, vân vân. Họ cho rằng như vậy là đời sống tích cực, và họ nhầm tưởng là Đức Phật ngài dạy cho cái cách sống bi quan tiêu cực.
Nhưng khi mà đọc bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rõ là Đức Phật này dạy chúng ta tích cực hơn cái tích cực nữa. Và điều này được Đức Vua Vasenadi trả lời những câu hỏi của Đức Phật. Đây là một bài học và chúng ta phải ghi nhớ và chúng ta chiêm nghiệm để chúng ta sống cái cuộc sống cho nó tốt đẹp. Và thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh của bài học, sau đó cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân vị giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Là một thầy nha. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin phép được đọc phần chánh kinh. Hiểm họa không ai tránh thoát, kinh ngục ngôn hòn núi bát bát tu mama xuất tập chương 3 tương ưng cô sa la phẩm thứ 3. Những tiến bộ to lớn của khoa học kỹ thuật ngày nay khiến con người sống lâu hơn, sống tiện nghi hơn, nhưng hoàn toàn không ngăn được lão hóa, nói gì về đánh cái chết. Tất cả chúng sanh đều có chung cuộc là cái chết. Đó là thông điệp của sự thật. Con người bất lực khi nhận ra rằng binh hùng, tướng mạnh, bạc tiền không giải quyết được già và chết. Đức Phật không đề cập sự trạng này với thái độ tiêu cực, mà Ngài dạy rõ: khi biết vậy nên tu thân, hành thiện để sống lợi lạc cho đời này và đời sau. Phải đọc kỹ và đọc trọn vẹn ngụ ngôn về núi đá mới nhận ra nét đặc thù của Phật Pháp. Không chối bỏ sự thật về cuộc sống, cũng không mang thái độ tiêu cực với sự thật hữu hoàng. Người trí không ngây thơ đối với thảm họa không tránh thoát được, mà cũng không ủ rũ, thúc thủ, thở than, mà biết hành động hợp lý. Kinh văn. Tại sao có thiên? Vua Vasenadi Sukkosala đang ngồi một bên. Thế Tôn nói với vua: đại vương đi từ đâu lại vào giữa trưa thế này? Bạch Thế Tôn: con vừa xử lý một số việc triều chính mà các vị vua sát đế lì đã làm lễ quán trạnh thường làm. Các vua chúa đắm chìm trong vương quyền, thọ hưởng dục lạc, an dân tiểu quốc mở mang bờ cõi. Này đại vương nghĩ thế nào nếu có người tâm phúc đáng tin cậy đến từ hướng đông và tâu rằng: tâu hoàng thượng, hạ thần đến từ phương đông, có một hòn núi lớn cao tận mây xanh đang di chuyển đến đây và nghiền nát các sinh vật. Đại vương hãy làm những gì cần thiết. Rồi có người tâm phúc đáng tin cậy thứ hai đến từ hướng nam. Rồi có người tâm phúc đáng tin cậy thứ hai đến từ hướng Tây. Rồi có người tâm phúc đáng tin cậy thứ hai đến từ hướng Bắc tâu rằng: tâu hoàng thượng, hà thần đến từ hướng Bắc, có một hòn núi lớn cao tận mây xanh đang di chuyển đến đây và nghiền nát các sinh vật. Đại vương hãy làm gì? Đại vương hãy làm những gì? Những gì cần thiết. Này đại vương, nếu đại họa như vậy xảy ra, một sự diệt chủng của cả nhân loại, trong khi sanh làm người là điều khó, thì đại vương sẽ làm gì? Bạch Đức Thế Tôn, nếu đại họa như vậy xảy ra, một sự diệt chủng của cả nhân loại, trong khi được sanh làm người là điều khó,
thì con có thể làm gì khác được ngoài việc sống y pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức. Này đại vương, ta báo cho đại vương biết, ta tuyên bố đại vương hay, già và chết đang tiến đến chinh phục đại vương. Khi già và chết đang tiến đến chinh phục đại vương, thì đại vương nên làm, nên sẽ làm gì? Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thì con có thể làm gì khác được ngoài việc sống y pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Bạch Thế Tôn, những vị vua sát đế đệ đã làm lễ quán lãnh đắm chìm trong vương quyền, thọ hưởng dục lạc, an dân trị quốc, mở mang bờ cõi, thường dẫn thân vào những can qua với tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, nhưng không có chỗ nương, không có biện pháp đối sách nào khi già và chết tiến đến chinh phục. Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những người tinh thông huyền thuật với khả năng tiêu diệt kẻ địch tấn công, nhưng không có chỗ nương, không có biện pháp đối sách nào khi già và chết tiến đến chinh phục. Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có vàng bạc cất giữ trong các kho hay hầm chứa, bằng vận dụng kinh tế có khả năng tiêu diệt kẻ địch tấn công, nhưng không có chỗ nương, không có biện pháp đối sách nào khi già và chết tiến đến chinh phục. Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thì con có thể làm gì khác được ngoài việc sống y pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Quả thật vậy, này đại vương, quả thật vậy, khi đại vương bị già và chết chinh phục, thì có thể làm gì khác được ngoài việc sống y pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Sau khi dạy như vậy, bậc đạo sư nói thêm: núi đá với tảng cao lớn tận mây xanh tiến đến từ phía nghiền nát cả bốn phương. Cũng vậy, già và chết chinh phục mọi chúng sanh, tất cả sát đế lì, bà la môn, huệ xá, thủ đà, chiên đà la, hai lao công quét dọn, không ai tránh thoát được, đều bị nghiền nát cả, không có tượng binh nào hay xa binh bộ binh hoặc huyền thực giặc bạc bạc vàng có thể đánh bạc được cái già và cái chết. Nên chi bậc hiền trí thấy lợi lạc bản thân, kiên định lòng thịnh tín nơi Phật, Pháp và Tăng. Ai sống với chánh pháp, bản khẩu và ý, đời này được ca ngợi, đời sau hưởng thiên lạc. Tích văn: Chất hà bí xê la quý bút la, giống như những khối đá vĩ đại, nó bằng a hát chá bát bát ta, núi cao tận mây xanh, samanta nước bát đi già dày dùm tiến đến từ mọi phía, nếp bồ thèn tơ cấp rút đi xa nghiền nát cả bốn phương, ê quăng cha ra cha mắt chút cha, cũng vậy già và chết, a thích quan tí bà nê chinh phục chúng sanh, khát tí dê râm ma nê quách xê sát đế bà la môn huệ xá, xuất đề chanh đa đa búp cu xê thủ đà chiên đà la lao công, na kinh chí ba ri quách chê tí không chừa bất cứ ai, sắc ba mê qua bi mát đá tí, tất cả đều bị nghiền nát
Natatha Hathi Năng Phù Mỹ Tượng Binh Không Có Cửa Naratha Năng Nabatiya Không Xa Binh Không Bộ Binh Na Chà Bi Màn Ta Yút Thề Na Sát Cà Chê Cầm Thanh Nê Na Hòa Không Hiện Thực Kinh Tế Có Thể Đánh Bạc Được Tasma Hibman Nito Bô Sơ Chính Do Vậy Bậc Hiện Trí Sambat Sang Atthamat Tano Hiểu Được Là Thiết Thực Cho Bản Thân Bút Thê Tham Mê Chắc Sanh Ghê Chắc Thi Rơ Sáp Thăng Ni Quê Sa Dê Sáng Suốt Kiên Định Niềm Tin Ở Phật Pháp Tăng Vô Tham Măng Cha Rí Ca Dê Ná Hoa Cha Giá U Đá Chê Tắc Sa Ai Hành Trì Chánh Pháp Với Thân Ngữ Ý Y Thê Quá Năng Ba Săng San Tí Được Ca Ngợi Trong Đời Này Bách Chá Sắp Ghê Ba Mô Đắc Tì Tích Được Hưởng Thiên Phước Đời Sau Thích Nghĩa Theo Sớ Giải Thuật Thăm Mát Chá Rí Gia Hành Trì Chánh Pháp là tạo 10 phước hạnh Bố Thí, Trì Giới, Thiền Định, Cung Kính, Phục Vụ, Thuyết Pháp, Tính Pháp Tùy Hỷ Phước, Hồi Hướng Phước, Vun Bồi Chánh Kiến và cũng giải thích Samacharya mang ý nghĩa tương tự. Bài văn do Thượng Tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay và con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đệ Tri, Đức Tự Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là với cái tựa đề là hiểm họa không ai tránh khỏi, thoát khỏi. Qua cái câu chuyện ngụ ngôn trong nội dung của bài kinh này được ví dụ đó là một trong những cái hiểm họa. Cái câu chuyện ở đây đó là nói đến Đức Phật này, ví dụ giống như là có những cái một nhà vua mà có cái người thân tín từ ở hướng đông là thưa với nhà vua là có một hòn núi từ ở hướng đông đang chạy đến để nghiền nát hết tất cả mọi người. Rồi có một cái người thứ hai, tức là một người thân tín từ ở hướng nam, cũng thưa với nhà vua là có một hòn đá, một ngọn núi cao to lớn đang chạy tới và nghiền nát hết tất cả mọi loài. Một người thứ thân tín thứ ba từ ở hướng tây cũng đến, thưa rằng là có một hòn núi ở phương tây, ở hướng tây chạy đến sẽ nghiền nát hết mọi người. Và người thứ tư ở hướng bắc cũng nói rằng ở phương bắc có một hòn núi sẽ chạy tới ở nơi đây để nghiền nát hết tất cả mọi loài. Từ cái hình ảnh của cái hòn núi đó, ví dụ như là một vật to lớn nặng nề và nghiền nát hết tất cả mọi loài, thì từ cái ý nghĩa đó mà
rút ra ở cái chỗ là Đức Phật Ngài dạy rằng con người của chúng ta và tất cả chúng sanh đang bị nghiền nát trong sự sanh già bệnh chết. Cái hình ảnh này đó thì chúng ta thấy rằng là giống như có cái câu chuyện dụ ngôn, hình ảnh của một cái sợi dây. Thường thường ở trong một cái ngạn ngữ Việt Nam có cái câu rằng chỉ mành treo chuông, có nghĩa là một vật nặng như là một cái chuông mà treo một cái sợi chỉ rất là mong manh, và ở đó có bốn cái con chuột sẽ gặm nhấm cái sợi chỉ đó, lần lượt nó sẽ đứt cái sợi chỉ đó bởi một vật nặng đó. Thì đó là cái hình ảnh mà chúng ta thường biết đến một cái ý nghĩa tương tự, cái ý nghĩa tương tự. Như vậy thì cái sanh ra, sanh già bệnh chết ấy, là cái mà chắc thật như Đức Phật Ngài dạy. Sự thật ra đó thì ngày nay đó, các nhà y học, các nhà khoa học họ cũng cố tìm ra những cái phương pháp, nào là thuốc men, nào là máy móc, nào là cái cách điều chế, điều dưỡng, tất cả các thứ để tìm lại làm sao cho con người được sống thọ hơn, được sống thọ hơn. Nhưng mà rồi đó thì dù là chúng ta thấy rằng ở trên thế giới đó, có những quốc gia đó, có những người sống rất là thọ, trên 100 tuổi. Nhưng mà có những cái nước á, thì cũng đôi 30 tuổi, 50-60 tuổi thì họ lại chết rồi. Nhưng mà nói như vậy, dù là chết trẻ hay là chết già thì cũng phải chết thôi. Cũng phải chết thôi. Người ta có nói một cái như thế này. Người ta nói rằng là sanh là mầm mống của sự chết. Sanh ra đời là mầm mống của sự chết. Và người ta cũng có nói rằng là lẽ ra đó, thì không nên khóc cho một người chết, mãi khóc cho người một đứa trẻ bắt đầu chào đời. Nói như vậy thì không có nghĩa là mình nói một cách bao quát như là cách nhìn của Đức Phật. Bởi vì nếu như một ai đó nói rằng Phật giáo hay lời dạy của Đức Phật mang tính kiêu cực đấy, thì rõ ràng không phải là tiêu cực. Bởi vì ở đây đó, khi mà nói đến tiêu cực, tức là không có lối thoát. Không có lối thoát. Đó là tiêu cực. Như một người nói rằng sống trên cuộc đời này nó khổ quá đi. Có nhiều cái hiểm họa trong cuộc đời này. Có nhiều cái khổ quá. Thế là họ không muốn sống trên cuộc đời này. Họ tìm cách nguyên sinh. Hay hoặc là có một người đó thì yếm thế bi quan trong cuộc đời này. Thế là họ tránh mọi cái sự hoạt động, mọi cái sự sinh hoạt. Để rồi họ sẽ tìm một cái chỗ nào đó thanh vắng. Để rồi họ thu thúc lại. Họ không muốn giao tiếp với tất cả mọi người. Đó là một cách tiêu cực. Trong khi Phật dạy mình là nếu là một sự biết rằng cái sự chết sẽ đến với mình trong sớm mai, sớm hoặc là muộn, thì một người nếu mà hiểu đó, đó là khi mà Đức Phật đã nói với lại Đức Vua Ba Xê Na Đi, tức là Đức Vua Ba Tư Nạc, cũng như là cái nhận thức từ ở nơi Đức Vua. Đức Vua cũng biết rằng nếu mà cuộc đời nó quá mong manh như vậy đó, thì biết rằng cái mạng sống của mình nó sẽ nay mai, sớm tối chúng ta cũng sẽ lần lượt chúng ta sẽ ra đi. Thì tốt hơn đó là chúng ta nhìn bằng một cách tích cực, đó là y theo Pháp, chân chánh Pháp, chân chánh trong Pháp và thực hành những thiện pháp trong đời sống hàng ngày. Đó chính là lối thoát. Lối thoát.
Bởi vì mình hiểu một điều đó là sinh tử thì triền miên, mà cái nguyên nhân để đưa đến cái sinh tử này đó, thì chúng ta cần phải biết được cái nguyên nhân. Giống như người nhận ra sự khổ thì phải biết ra cái nguyên nhân đưa đến khổ, đưa ra cái nguyên nhân đến khổ. Và có sự khổ thì phải có một chỗ, chúng tôi tạm gọi là một chỗ, một nơi chấm dứt khổ. Và muốn được chấm dứt khổ thì phải có phương pháp hành trì để đưa chấm dứt khổ. Đó là về phương diện tích cực ở trong lời dạy của Đức Phật. Trong lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là dù là ở trên khía cạnh nào thì mọi người cũng hiểu rằng cái sự chết nó sẽ đến với mình. Mà như là một đức vua, cái hình ảnh mà đức vua nói rằng tất cả những vị vua đó, nếu đã được làm lễ quán đảnh, tức là được làm lễ lên ngôi đó, thì cái vị vua đó luôn 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 nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến cái sự hưởng thụ quyền bính trong tay của mình. Mặc dù là mình có mã binh, tượng binh, sa binh, bộ binh, ở tất cả các cái thứ quân lực để gọi là sức mạnh đó, để rồi bảo vệ ngai vàng, bảo vệ giang sơn đất nước, rồi ấm no cho quốc gia, rồi là có thể là xâm các bờ cõi sang, làm rộng, lan rộng các cõi, cũng là cái ý chính của một vị vua, một vị vua. Nhưng mà rồi đó là đức vua đó đó cũng chịu cái sự chi phối của lòng tham, chịu sự ly si chi phối của lòng sân hận, chịu sự chi phối của sự si mê. Lòng tham tức là ham muốn giang sơn, bảo giữ gìn địa vị ngai vàng, rồi là muốn được đất nước rộng mở, muốn được no cơm ấm áo cho thần dân. Rồi lòng sân là có thể là vì sự bực bội tức tối, hay là sự khó chịu một quốc gia nào, một người nào đó, thế là can quân, giấy quân can qua từ ở các bờ cõi này sang tới bờ cõi khác. Đó tức là sự cái nguyên nhân chiến tranh cũng là do lòng sân hận mà ra, do sự tham dục mà ra, rồi do sau không có thấy được những cái điều gì cần nên làm, những điều gì không nên làm. Đó là sự si mê, đó là sự si mê. Cho nên ở đây đó, qua cái câu chuyện mà ở trong nội dung của cái bài kinh này nói rằng từ bốn hướng có bốn người thân tín đến thưa với đức vua, có một hòn núi cao to lớn nặng nề như vậy, và nó đang chạy tới nơi này để nghiền nát tất cả mọi vật trên cuộc đời này, thì hỏi rằng ai có khiếp sợ hay không, ai có khiếp sợ hay không. Thì sự thật đó, khi mà mình nói đối diện đến sự chết đó, thì hầu như là những người phàm phu ai cũng sợ chết. Có nhiều người nói là tôi không sợ chết, tôi không sợ chết, là nói như vậy thôi, nói như vậy thôi. Hay hoặc là người ta có một cái lý tưởng gì đó, có một cái động cơ gì đó khiến cho họ rằng vượt qua khỏi cái sự sợ đó. Nhưng mà rõ ràng không phải hoàn toàn là những người đó có thể là không sợ hãi trước sự chết. Có những người thì có những người giác ngộ đến với đạo Phật này đó, thì bằng nhiều cái phương pháp khác nhau, bằng nhiều cái sự nhìn nhận của mình khác nhau. Và do cái sự nhìn nhận khác nhau cho nên cái việc hành trì cũng có thể khác nhau. Để mà có được cái sự nhận thức, có những người đó thấy sự già, sự bệnh, sự đau, sự chết đó đe dọa với mạng sống, cho nên là họ ráng cố gắng để họ hành thiện. Rồi có người đó thì tìm cách này cách nọ để tự bảo vệ cho mình, và tự bảo vệ cho mình. Mà quyền lực nào là sự bảo dưỡng cơ thể này, để cho làm cho cơ thể này
khỏe mạnh, chậm già, rồi không chết, vân vân. Có những người nghĩ như vậy, có nghĩ rằng có những cái phương thuốc để làm cho mình không chết, rồi có những cái phương thuốc ấy, làm cho mình không già. Người ta cứ đi tìm ra những cái phương thuốc đó để chữa bệnh, để làm cho người ta không già, không chết. Nhưng mà nó cũng không ngăn được, nó cũng không ngăn được những cái sự già. Mình nói mình già đó, thì sự thật ra đó là mình nói già là mình nhìn nhận cái giờ. Quý vị còn nghe không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Mình nói mình già là mình nhìn nhận là tôi 50-60 tuổi rồi. Nó có biểu hiện của sự già là tóc bạc, da nhăn, lưng còm, má cớp, vân vân. Đó là biểu hiện của sự già. Nhưng mà rồi đó là nếu chúng ta nhìn kỹ lại ở trong Phật Pháp đó, thì chúng ta già trong từng sát na, già trong từng khoảnh khắc, trà trong từng thời gian. Chứ không phải là đợi đến khi mà 50-60 tuổi gọi là già đâu. Sự thật ra là cả danh pháp và sắc pháp của chúng ta nó cũng sinh diệt, nó cũng sinh diệt liên tục. Và cái này nó nhường qua cái kia, cái này diệt, cái kia nó sanh, nó sanh rồi nó diệt. Thứ như vậy, cả thân và tâm của chúng ta, hay là sắc pháp và danh pháp của chúng ta cũng đang biểu hiện của sự già, sự già. Cho nên khi mà nói đến sự già của Phật giáo thì nói là sự già của cái thường thức là sanh già bệnh chết mà chúng ta thấy, thường thấy. Nhưng mà già ở trong một cái mức độ, quý vị còn nghe không ạ? Ở mức độ vi mô hơn nữa đó là chúng ta già trong từng phản khách, trong từng phản khách. Và vì vậy ở đây đó, thì ở trong cái nội dung của cái bài kinh này thì cái câu kệ nói rằng là như núi với đá tảng cao lớn tận mây xanh tiến đến từ mọi phía nghiền nát bốn phương. Ta đang bị cái sự cái hiểm họa mà mỗi người đều phải nhận lấy, đều phải nhận lấy, đó là già, bệnh và chết. Khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, cái hình ảnh mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát đi dạo bốn cửa thành, Đức Bồ Tát đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh, lão, tử, tăng, tức là thấy một cái đứa bé sơ sinh, thấy một cái người bệnh, thấy một cái người già, và thấy một cái tử thi, thấy một cái vị tăng sĩ. Đức Bồ Tát thấy rằng ở đây là sự sanh, già, bệnh, sanh, già, chết, rồi thêm một cái hình ảnh của một vị tu sĩ nữa. Cho nên là Đức Bồ Tát tự nhận ra, vì sao mà là có một cái vị tăng sĩ xuất gia, một cái đời thanh thản, rồi ý muốn của một vị tăng sĩ đó, cái vị tu sĩ đó muốn thoát tục như thế nào, thoát khỏi cái thế giới này như thế nào. Qua cái câu trả lời của một vị tăng sĩ đó, thì Đức Bồ Tát là một bậc đại trí. Cho nên là có thể nói là trong kinh nói là do nhân duyên quá khứ, cho nên hình ảnh nó được hiện ra, cho nên Đức Bồ Tát ngài giác ngộ. Nhưng mà phải nói một điều đó là Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta đó, khi còn là Bồ Tát cũng vậy, là một bậc đại trí. Cho nên nhìn cái hình ảnh đó mà đã giác ngộ, muốn xuất gia, muốn đi tu, muốn được xuất gia, muốn được thoát tục. Còn như đó, mặc dù là thái tử khi còn ở trong hoàng cung đó, là đầy đủ cái sự hưởng thụ, không biết cái sự khổ đau là gì. Nhưng mà rồi khi chứng kiến, mắt tận mắt thấy cái cảnh đó, cho nên rằng muốn được
xuất gia, đó là cái điều mà phải nói rằng một bậc đại trí. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến cái sự già thì Đức Phật ngài nói rằng biết rằng sự già đó, chúng ta có già và chết đó, chúng ta có tránh như thế nào đấy thì cũng không có thể tránh khỏi. Người ta có thể là tìm đủ cái phương thức, cả cái cách về ăn uống điều dưỡng ha, rồi cả cái cách sinh hoạt ha, rồi cả giữ về tâm lý nữa, cũng đừng có bị buồn khổ sầu muộn, để rồi tránh đi cái sự mau già, tránh đi cái sự chết chóc, nhưng mà rồi cũng không thể nào mà ngăn được những cái điều đó, ngăn được những điều đó. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật ngài nói cũng vậy, già và chết chinh phục mọi người, chinh phục mọi chúng sanh, tất cả sát đế lị, bà la môn phệ xá, thủ đà chiên đà la, hay lau công quét dọn, không ai tránh thoát được, đều bị nghiền nát cả, không có tượng binh nào, hay xa binh, bộ binh, hoặc quyền thực vàng bạc, có thể đánh bạc được cái già và chết. Như vậy thì cái sự già này đó và chết này đó là chắc chắn, giống như trong kinh nói rằng sự bệnh tật, sự chết chóc, cách chết, nơi chết, thời điểm chết và nơi mà tái sanh của chúng ta đó, chúng ta không có biết trước được. Có ai không, có ai đó mình dám đoan chắc là sẽ sống bao nhiêu tuổi không? Không dám. Chúng ta không dám đoan chắc. Chúng ta được sống được 50 tuổi thì chúng ta sẽ nghĩ rằng hy vọng mình sẽ sống được 6 hoặc 70 tuổi. Chúng ta nếu sống được 70 tuổi thì chúng ta hy vọng chúng ta sẽ sống được 80 tuổi. Nhưng mà rồi đó thì cái sự chết đó, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Sự sống thì bất định, nhưng mà chết là nhất định. Sự chết là nhất định. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng nên chi bậc hiền trí thấy lợi lạc bản thân, kiên định lòng tịnh tín nơi Phật Pháp Tăng. Nơi Phật Pháp Tăng. Bây giờ đó, chúng ta biết rằng mình có tìm cách này cách kia để chống chọi lại sự già và sự chết cũng không được. Mà chúng ta có vội mà bỏ nó đi thì cũng không được. Vậy chúng ta biết rằng cái kết quả của đời sống luân hồi này đó là do phiền não, do cái hạnh nghiệp tạo ra. Do phiền não tức là do tham sân si, và khiến cho chúng ta có hành động. Và khi chúng hành động thì chúng ta sẽ có cái sự hiện khởi, tức là chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này. Dù là chúng ta có mặt ở trong cái thai sanh, hay hoặc là có mặt ở trong noãn sanh, có mặt ở trong thấp sanh, hay hoặc là có mặt ở trong hàng hóa sanh, thì cái sự có mặt đó cũng là sự có mặt của sự hiện hữu, của sự hiện hữu. Như vậy thì Phật dạy mình á, là không phải là mình thấy cái sự già, sự chết á. Có người đó có hai cái luồng suy nghĩ. Khi mà một người nhận rằng mình sống cuộc sống này nó bấp bênh, nó ngắn ngủi, nó mong manh, thì họ lại có một cái suy nghĩ thứ nhất đó, thôi cuộc đời này sống không có bao nhiêu, cứ việc hưởng thụ đi, cứ việc hưởng thụ đi, cứ việc thích gì thì làm đó, thích gì thì nói đó, thích gì thì nghĩ đó. Đó là trong cái ý nghĩ tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực. Bởi vì họ nghĩ rằng không biết là mai ra sao sẽ ra sao, và có thể là họ nghĩ rằng không có kiếp sau luôn. Cho nên là bây giờ có sống bao nhiêu thì cứ việc hưởng thụ. Rồi có một luồng ý nghĩ thứ hai đó, là người ta nghĩ rằng là cuộc sống này nó vốn là mong manh, vốn là ngắn ngủi, vốn là ngắn ngủi. Cho nên á, Phật dạy ở đây đó, người ta hiểu rằng là
với ai, ai sống với chánh pháp bằng thân khẩu và ý, đời này được ca ngợi, đời sau được thiên lạc. Đó là chúng ta nói, nghe Phật nói như vậy. Như vậy thì ở đây có một người nghĩ tích cực hơn đó, là không phải là mình nguyên sinh, cũng không phải là mình ẩn náu. Giống như chúng ta biết rằng Phật giáo của chúng ta đó là làm thiện, thì bằng với cái tâm thiện cho đến cái quả thiện, quả lành. Còn cái người làm ác á, cái người làm ác á, thì cho đến cái bằng với cái tâm bất thiện, cho nên cho đến cái quả khổ, cho đến cái quả khổ. Và vì vậy đó, cái người tu á, là từ ở cái chuyển hóa, từ ở cái việc thiện đó mà chúng ta chuyển hóa, nó trở thành cái hành trang, trở thành cái phương tiện, trở thành cái nơi trú ngụ của chính mình, chỗ nương tựa của chính mình. Đó là việc thiện, đó là việc thiện. Hay nói cách khác, tức là ở đây đó là y theo pháp, chơn chánh trong pháp, và thực hành thiện trong đời sống hàng ngày. Thì bây giờ khi mà một người hiểu được như vậy đó, thì trước nhiên đó, trước tiên đó, là chúng ta thấy rằng đó, để mà chánh tử luân hành thì chỉ có cách là tu tập những thiện pháp. Để mà chúng ta không bị tái sanh trong khổ cảnh á, thì chúng ta cũng phải biết tránh ác làm thiện, thực hành những thiện pháp. Như vậy thì ở đây đó, mình tránh ác làm thiện là gì? Từ cái hành động của lời nói, hành động và suy nghĩ. Bởi vì cái này đó, nó là do cái tập nhiễm của phiền não, tập nhiễm của tham sân si ngã mạn tà kiến hoài nghi, khiến cho mình có những cái hành động. Cho nên nếu mà mình hành động thì dễ hành động bất thiện lắm. Hành động bất thiện mà không hay, hoặc là mình làm tổn thương với sinh vật, sinh loại này hoặc sinh loại kia, hoặc là mình tự tạo cái nghiệp bất thiện từ lời nói hoặc là hành động, mà bắt nguồn từ ở cái gì? Bắt nguồn từ ở cái tham dục của chính mình. Bởi vì người ta ham muốn cái này hoặc là ham muốn cái kia, ham muốn đến cái lợi lộc, ham muốn đến cái sự có mặt hiện hữu, ham muốn đến cái sở hữu này hoặc là sở hữu cái kia, hoặc là ham muốn cái sự thụ hưởng này hoặc là sự hưởng thụ hưởng kia. Tất cả điều đó nó bắt nguồn từ ở cái tâm tham mà ra. Cho nên nhiều khi đó, có những người hành động bất thiện mà không nhận ra, không biết mình đang hành động bất thiện bởi cái sự si mê. Rồi có những người đó là hành động, nói năng, suy nghĩ bằng sự quẫn quất, bằng sự sân hận, rồi hành động nói năng gây tổn thương cho các sinh loại, gây não hại cho các sinh loại, gây não hại cho các sinh loại. Mà vì vậy đó, mình thỏa mãn trong cái sự nư, đã nư của chính mình, đã giận của chính mình. Nhưng mà rồi mình hành động trong cái sự thô thiển đó, thế là nhận lấy cái quả khổ do cái sự sân mà ra. Mà ít khi có người nhận ra. Có khi đó, quý vị biết rằng đang cái cơn nóng giận, nếu như mà mình không có chánh niệm, không có cái sự trực nhận được, mình không có dừng lại ngay đó đâu, dừng lại ngay trong cái cơn giận dữ đó đâu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này nói là người nào đang lúc giận lung, tức thì ngăn được như giận trớn xe, là người chế ngự tài ghê, ngoài la là kẻ thường lề cầm cương. Có nghĩa là ở đây đó là nếu một người mà tự chế ngự được cái lòng sân hận của mình, lòng sân hận của mình trong lúc mà mình chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ lên, mà mình trực nhận ra, mình chánh niệm, mình trực nhận ra, thì mình ngăn được cái sự sân giận đó, tức là mình làm chủ được chính mình. Như là vần trớn xe mà nó đang lao xuống dốc, nếu chúng ta không kịp thắng nó lại, không kịp phanh nó lại, thì nó sẽ lao xuống dốc ngay. Còn nếu một người mà không chế ngự mình được thì hoàn toàn
theo cái sự chi phối của những người ngoài, những người khác. Bởi vì người ta muốn mình giận thì mình phải giận, người ta muốn mình vui thì mình phải vui, muốn mình không giận là mình không giận. Như vậy thì mình không làm chủ mình được. Ngay cả cái lòng tham của mình cũng vậy. Khi mà lòng tham dấy lên thì mình hiểu ngay, nhận thức ngay, thì mình hiểu cái điều mà mình tham muốn này nó có nên chăng, và nó có làm khổ lao cho mình hay không. Khổ lao ở hiện tại, khổ lao ở tương lai. Như vậy thì đó là một cái người hiểu được cái nguyên nhân đưa đến cái sự ham muốn này, cái nguyên nhân đưa đến cái sự sân hận này, mà người đó họ có thể điều chế được. Mặc dù chúng ta biết rằng một người phàm phu đó thì hoàn toàn có những cái phiền não bất thiện đang chi phối, nhưng mà nếu như trong cái thời điểm mà mình tu tập đó, bất cứ cái thời điểm nào chúng ta tu tập đó, thì mình ngăn chặn từ ở trong mỗi lúc, trong mỗi nơi, trong mỗi trường hợp. Là khi mà mình có được cái sự thu thúc đó, có sự hiểu biết đó, cho nên là mình ngăn chặn những cái hành vi xấu. Hành vi xấu bởi lời nói, hành vi xấu bởi cái hành động, rồi hành vi xấu bởi cái suy nghĩ. Chúng ta thấy rằng nói tu bát chánh đạo là có chánh kiến và chánh tư duy. Cái tư duy của mình chân chánh, tức là mình đừng nghĩ đến tham, đừng nghĩ đến tham. Cái tư duy chân chánh là mình đừng nghĩ đến cái sân. Và cái tư duy chân chánh tức là mình đừng nghĩ đến cái sự não hại, tổn thương, chinh lọt. Cái đó là chánh tư duy của một người. Rồi một người nhìn biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ. Mình sân hận lên cũng khổ, hiện tại rồi tương lai nữa. Hiện tại thì biết bao nhiêu cái việc mà mình phải bị khổ lị. Sự thật ra đó, lúc mình giận, mình bực bội lên, chúng ta mình giận mà bực bội lên thì chúng ta cũng không có nhận ra. Nhưng mà khi nhận ra rồi đó, thì bao nhiêu cái lỗi lầm, bao nhiêu cái lỗi lầm mình lỡ thốt ra lời rồi, mình lỡ hành động rồi, thì bây giờ làm sao bây giờ? Vì vậy cho nên đó là cái người có cái sự trực nhận, có cái chánh niệm trực nhận để ngăn nhận, ngăn hành vi xấu của chính mình bởi lời nói, bởi hành động, bởi cái suy nghĩ, bởi cái suy nghĩ. Cho nên ở đây là tu tập thân, khẩu và ý. Bên cạnh đó đó, thì bây giờ một người mà sống chân chánh trong pháp đó, quý vị thấy rằng đó là để mà đời sống của mình trong hàng ngày, mình khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ngủ cũng khi thức đó, là mình phải sống ở trong pháp. Tức là trong hàng đời sống hàng ngày đó, là mình muốn luôn suy nghĩ đến những việc thiện mà mình cần phải làm. Suy nghĩ đến việc thiện, hay là những việc thiện mình đã làm, để rồi mình sanh tâm hoan hỷ việc thiện mình đã làm. Rồi trong đời sống hàng ngày đó, là mình luôn luôn giữ cái đời sống phẩm hạnh của một người tu. Người tu ở đây đó là giới phẩm của một cái người tu, một cái người tu, dù ta là người cư sĩ hay là ở một bậc xuất gia cũng vậy, giữ cái phẩm hạnh của một cái người tu. Bởi vì nói năng, suy nghĩ và hành động đó như thật sự như là một cái người tu, thì luôn luôn mang đến cái sự an lạc cho mình, an lạc đến cho những người khác, an lạc đến cho những người khác. Và vì vậy cho nên là trong cái hành động của mình có đời sống giới hạnh của một người cư sĩ hay là một bậc xuất gia, đó cũng là một trong cái cách để ngăn ngừa những cái hành vi xấu bất thiện, để không đưa đến cái quả khổ và không làm cho cái ô nhiễm nội tâm của mình càng ngày càng lớn mạnh hơn thêm. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta tập trong đời sống hàng ngày, chúng ta tập hỷ xả, chúng ta tập bố thí,
chúng ta tập hỷ xả với mọi việc. Khi mà mình xả lòng ở trong, xả những cái gút mắt ở trong lòng của mình, mình xả những cái sự mà nghĩ như là vật ngoại thân, thì chúng ta có thể dễ dàng thực hiện những cái việc thiện trong đời sống hàng ngày. Bởi vì nghĩ rằng nó là khi một người bố thí hay trì giới gì đó, một người bố thí hay trì giới gì đó, mình nghĩ đến cái việc thiện, mình bố thí tức là mình đem đến cái niềm vui cho người khác, người khác được vui và bản thân của mình cũng được vui. Người khác được là được nhận, mình được cho là được vui. Người ta được vui là vì người ta được nhận, còn mình được cho, muốn cho, được cho thì mình cảm thấy là vui. Như vậy thì ở trong kinh nói rằng là mình làm việc gì mà vui cả hai, vui cả mình, vui cho người khác thì cũng nên làm, nên làm những việc đó. Rồi dù gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng có giữ giới, rồi có thực hành cái hạnh bố thí cúng dường, hoặc là chúng ta thực hành cái hạnh cung kính, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung bích, cung kính những bậc trưởng thượng, những bậc trưởng thượng. Cái pháp cung kính đó, xin thưa quý vị đó, ở đời chúng ta có nhiều cái ngã lắm, cái tôi của mình lớn. Thường đó, có những người họ nói với chúng tôi đó, tuổi của chúng tôi đó, lớn hơn tuổi của sư. Họ nói đó là họ nói theo cái nhìn nhận ở đời. Thấy ở văn hóa ở đời đó, một cái người nhỏ tuổi gặp cái người lớn tuổi phanh tay cúi đầu để tôn trọng, người ta mới nói trong cái câu là kính lão đắc thọ, kính người già mới đắc thọ. Nhưng mà trong Phật pháp đó thì mình kính những cái người hiền đức, những cái bậc hiền đức, những cái bậc giới đức trong cuộc đời này. Trưởng lão không phải là đầu bạc, không phải là đầu bạc, mà gọi là trưởng lão. Trưởng lão là người mà có đời sống phạm hạnh. Trưởng lão là một vị có đời sống tri kiến đúng đắn. Trưởng lão là một cái người, một vị mà mang lại lợi lạc quần sinh, thì đó là một trong những cái điều mà được gọi là một trưởng lão. Nên khi mà nói trong Phật pháp là kính, không phải là để kính cái người già, mà kính là kính cái người tu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng thường hoan hỷ tôn thờ Tam Bảo, nhất là tôn trưởng lão cao tăng, được nhiều tăng trưởng phước phần, sống lâu vui vẻ an bằng đẹp sinh. Cái người mà sống lâu, cái người sống được an lạc, và cái người có sắc đẹp, thì phải nói là cái người đó là do cái sự cung kính mà ra, do sự cung kính. Cho nên á, người ta có nói gì đi nữa thì cái người mà tạo cái pháp cung kính là dẹp cái tôi của mình xuống, để rồi mình sẽ học hỏi được những cái điều rất là hay, rất là có hữu ích cho cái đời sống tu tập của chính mình. Và mình có cái pháp cung kính là một trong những cái pháp mà chưởng cái đức cho chính mình, cái phước cho chính mình. Bởi vì trong 10 cái thiện sự Bunya Kiriya Quách Thú, tức là 10 cái việc lành để vun bồi cái phước đức, phước vật và phước trí của chúng ta đó, thì cái việc cung kính nó là một trong những cái nhân để tạo phước đức, để tạo phước đức, một trong những cái nhân để tạo phước đức. Khi mà mình giữ giới cũng là nhân để tạo phước vật, cũng là nhân để tạo phước đức nữa, cũng là nhân để tạo phước đức nữa. Rồi mình đến với Phật pháp này đó thì không phải là đến để chỉ là bằng cái niềm tin suông, hay hoặc là với một cái tín ngưỡng, hay là một vòng dạo chơi, không phải là một vòng dạo chơi, mà là một cái tìm hiểu lời dạy của Đức Phật, để rồi chúng ta so sánh, chúng ta đối chiếu, rồi chúng ta mới chiêm nghiệm cái lời dạy của Đức Phật liên quan với cái kiếp nhân sinh của chính mình, để rồi mình rút ra một cái bài học, rút ra một cái phương pháp
để hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Để chi? Để mà mình thoát cái sự khổ mà cái hiểm họa chúng ta đang bị dồn dập bởi cái sự già bệnh và chết này, sự sanh già bệnh chết này. Cho nên có những người tìm cách này cách kia, hoặc là tiền của để bảo vệ mình, hoặc là quyền lực để bảo vệ mình, hoặc là nhà cao cửa rộng, tường cao cổng rộng, che cái chắn nhiều lớp, nhiều thứ, nhiều hàng để bảo vệ cho mình. Nhưng mà tất cả sự bảo vệ đó đó cũng không thể nào mà bảo vệ được. Bởi vì tử thần khi đã dắt tay, thân tình cho mấy thế thai được nào, dầu cho cốt nhục thâm bào, làm sao theo hộ, làm sao cứu giúp. Mình biết được điều đó. Chính vì vậy cho nên ở đây đó, trong nội dung bài kinh này á, thì Đức Phật Ngài nói là mình sống theo pháp, chân chánh trong pháp và thực hành thiện pháp. Cái điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở nữa ở đây đó là trong thiện pháp chúng ta có rất nhiều việc để chúng ta làm, nhiều việc, nhiều việc thiện để chúng ta làm, từ cái việc bố thí, trì giới, cung kính, dụ tùy hỷ phước, hồi hướng phước, thính pháp, thiết pháp, cải chánh tri kiến, cung kính phục vụ, thì những cái thiện pháp đó là những cái hành trang cho chính mình. Nhưng mà rồi đó thì cái điều mà tất cả điều kia đó, từ cái việc mà trì giới là chúng ta để ngăn ngừa những cái hành vi xấu, suy nghĩ, lời nói hoặc là hành động của mình, hành động bất thiện để không tạo ra cái nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, để làm ô nhiễm nội tâm và dẫn đến cái quả báo xấu, tái sanh trong khổ tú. Cho nên là chúng ta phải trì giới. Và trì giới, giữ giới cũng là cái nhân để làm cho cái tâm mình được an tịnh. Bởi vì một khi mà chúng ta không có lỗi lầm gì từ lời nói, hành động và suy nghĩ thì cái tâm ta nó được an ổn, không có hối hận, không có hối tiếc. Hối tiếc bởi hành động thiện mình bỏ qua, hối hận bởi cái hành động bất thiện mình đã lỡ làm. Cho nên cả hai cái đó. Vì vậy cho nên là cái người giữ giới là cái người biết tránh xa những cái hành vi xấu, để rồi tạo cái điều kiện tốt, nền tảng tốt để tâm mình được an tịnh. Và cái điều nữa đó là chúng ta có phục vụ, chúng ta có bố thí, chúng ta có hồi hướng phước là để tri ân, hoặc là chúng ta có bố thí là để nền cúng dường, là để làm nền tảng, làm hành trang lộ trình cho chúng ta tiến trong cái đời sống tu tập của chính mình và xả ly những cái phiền não, xả ly trong cái phiền não ở nội tâm của chính mình. Và cái điều nữa đó rất là quan trọng, dù trong cái hoàn cảnh nào thì mình cũng giữ cái nội tâm mình bằng phương pháp thiền định, thiền tập ở trong đời sống hàng ngày. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng trong cái cuộc sống này nó đầy sự trộn rộn, đầy sự trộn rộn, và cái tập nhiễm của phiền não đó, tức là cái tâm phóng dật của mình, nó luôn chao đảo. Một ngày 24 tiếng đó, thì trong những cái lúc giờ ngủ đó, thì chúng ta khoan nói đi, những cái lúc thức đó, khi thức đó, thì chúng ta có nhiều cái sự chi phối lắm, bởi tham, bởi sân si, bởi hoài nghi, bởi tật đố, nhiều thứ lắm. Ngay cả những lúc ngủ, cái chiêm bao của mình nó cũng tạo nên cái sự hỷ nộ ái ố trong đó. Mình được vàng, được tiền thì tự nhiên mình vui, nhưng mà rỡ có ai rượt bánh quánh đánh đập mình thì mình lo sợ, phập phồng, sợ chết, sợ người truy đuổi, sợ người đe dọa, nhiều thứ lắm. Đó là chúng tôi nói ở trong cái giấc chiêm bao, giấc ngủ của chính mình. Nhưng mà rồi trong thức đó, trong khi thức đó, thì chúng ta cũng nhiều chịu sự chi phối lắm. Và như vậy đó, thì mình muốn cái tâm mình được an tịnh thì giữ cái đời sống của mình là có chánh niệm. Nói trên phương diện thiền quán thì cái người có chánh niệm, tức là dù gì đi nữa, chánh niệm mà chúng ta được biết đó là một phương pháp hữu hiệu nhất trong cái đời sống, dù là chúng ta niệm về quay, niệm thân, niệm thọ hay là niệm tâm, niệm pháp. Đi đứng nằm ngồi trong bốn cái quay nghi đó, chúng ta đều giữ có cái chánh niệm.
Chánh niệm là những gì đang diễn ra, chúng ta đang thấy, đang biết, đó là chánh niệm. Chúng ta biết chúng ta đang làm gì, ghi nhận chỗ đó, biết đó từ hơi thở, từ các cái quay nghi, tiểu quay nghi, đại quay nghi, mình biết được những cái điều đó. Để chi? Để cái tâm mình trực nhận ra, tâm mình giữ được cái sự an tịnh, và tâm mình trực nhận ra cái sự sanh diệt, biến diệt, thay đổi của thân và tâm này, danh và sắc này. Để rồi từ đó chúng ta mới thấy được rằng cái ngũ uẩn này đó thì vốn là sanh diệt, vốn là giả hợp. Ai cũng biết đó là giả hợp, bởi vì cái yếu tố từ vật chất, tức là cái điều kiện của cha, điều kiện của mẹ, điều kiện của vật thực nuôi nấng dưỡng tố để nuôi cơ thể này, đó là mình nói thể chất. Rồi bây giờ mình nói đến tâm lý, đó là điều kiện của thọ tưởng hành thức, điều kiện của sự có mặt của các thành phần, cho nên nó là giả hợp. Để mà tri giác cho một cái cảnh nào, tri giác cho một cái gì đó, qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm đó, ý suy nghĩ đó, thì đều là do có căn cảnh giao thoa với nhau, thức sanh khởi, mà trong kinh gọi đó là xúc. Cho nên xúc nó dễ duyên cho thọ. Mà một người đó có chánh niệm thì cái cảm thọ của mình đó, nó không bị sự chi phối của tham sân si. Như vậy từ ở cái chánh niệm nhạy bén đó lâu ngày thì cái trí tuệ nó mới phát sinh, mới thấy được cái sự giả hợp, mới thấy được cái sự ngã chấp từ ở nơi nội thân của chính mình, từ ở trong ngũ uẩn của chính mình, mới thấy đó là sự giả hợp, chứ không có cái ngã chấp gì hằng hữu. Cái gì đó là hằng hữu, cái gì đó bất biến. Như là nói ngài Xá Lợi Phất, ngài nói rằng chỉ có sự thấy, chỉ có sự nghe, sự ngửi, sự nếm, chứ không có người thấy, người nghe, người nếm, ngửi, người nếm, người đụng trong đó. Tức là không có cái ngã trong đó. Như vậy thì mình tu á, là để giữ cái nội tâm mình có chánh niệm, để một lúc nào đó mình có thể nhạy bén, mình có thể có cái trí tuệ nhạy bén, mà ở trong kinh gọi đó là trí của Bậc Thánh, trí đạo của Bậc Thánh. Để từ đó mới tận diệt được cái nguồn gốc gây ra đau khổ, gây ra đau khổ, gây ra cái sự hiện hữu trong đời sống luân hồi này. Bởi vì cái nguyên nhân của luân hồi đó là do phiền não. Mà phiền não tức là do vô minh, do tham ái và do chấp thủ. Rồi do vô minh, do tham ái và chấp thủ đó, cho nên khiến chúng ta hành động, tạo tác, đầu tư, cho nên chúng ta có hiện hữu ở trong cuộc đời này. Và khi có hiện hữu trong cuộc đời này, dù chúng ta là thân người, thân nhân loại đi nữa, thì cũng là một bến, một trạm để chúng ta có mặt trong cuộc đời này, rồi tiếp tục cho cuộc diễn du xa lắm trong cuộc hành trình luân hồi này, nếu chúng ta chưa có chặn đứt được cái nguồn gốc sanh tử luân hồi, đó là phiền não. Đó là phiền não. Và vì vậy cho nên chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời này, cho nên là chúng ta có cảm thọ, rồi chúng ta có sanh ra cuộc đời, có cảm thọ, rồi chúng ta có già, bệnh và chết. Cho nên cái người ta có nhiều cái sự sợ, rất nhiều cái sự hiểm họa. Vì sợ nhiều cái sự hiểm họa, cho nên người ta tìm này cách kia để bảo vệ. Người ta tìm ra phương thuốc kéo cái tuổi thọ dài hơn, tìm ra cái phương thuốc để chữa cái bệnh, mà mình nói ở đây là thân bệnh đó. Cái thân bệnh đó. Rồi người ta tìm ra những cái cách này cách nọ để kéo dài sự sống. Giống như chúng ta thấy là đạo gia, người ta nói cái câu là người ta nói rằng trường sinh bất tử, thì có ai được trường sinh bất tử đâu. Có ai được trường sinh bất tử? Bởi vì nếu nó trong Phật giáo thì sanh lão bệnh chết, sanh già bệnh chết là cái việc mà nó hiện ra trong đời sống này.
bất cứ một ai trên cuộc đời này. Như là trong kinh Phật dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Nếu một người mà gọi là trường sinh bất tử thì đâu có phải là vô thường. Mà ở đây đó, nói một điều đó là cái sự sanh ra cuộc đời là sự chết sẽ có mặt. Sự chết có mặt. Chết này á, không phải là chúng ta tránh né. Không phải là chúng ta tránh né mà tránh được. Chúng ta có đối mặt với nó thì không có đối bằng cách nào, bằng cách là chúng ta chấp nhận với nó cái sự hiện hữu này, mà mới thân này để chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập, mà tu tập như là trong kinh Đức Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy, như từ những đóa hoa, đóng hoa nhiều tràn hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm nhiều thiện sự. Phật dạy vậy. Cho nên mình mượn cái thân này để mà mình tu tập. Mình tu tập, mà tu tập ở đây là sự trì giới. Tu tập ở đây là cái sự bố thí, xả ly. Tu tập ở đây đó là tham thiền, để mà cái tâm của mình dứt sạch những cái phiền não, để cắt đứt những cái phiền não, chấm dứt cái khổ ở hiện tại chúng ta không có, cái khổ ở tương lai chúng ta không còn. Thì đó chính là cái điều mà Đức Phật này dạy. Đức Phật dạy rằng ở đây đó là ai sống với chánh pháp bằng thân, khẩu, vẩy, đời này được ca ngợi. Chúng ta làm được một cái điều gì thiện ở trong đời sống thì chúng ta được an vui, người khác cũng ca ngợi chúng ta cũng được an vui. Mà bậc trí thì thường ca ngợi cái người làm những điều thiện. Và bậc trí rất là quan với những người thiện. Bậc thượng trí là thường ca ngợi và tán thán những người làm điều thiện. Và nếu chúng ta sanh tử luân hồi thì chúng ta ít nhiều do chúng ta tạo thiện nghiệp, cho nên chúng ta cũng tái sanh cảnh giới lòng. Và đến một lúc nào đó, do thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày, do cái sự giữ giới, do cái sự bố thí xả ly, do cả tất cả những cái thiện sự trong đời sống hàng ngày, hoặc là do cái đời sống tu tập của chúng ta bằng phương pháp thiền định hay hoặc là thiền tuệ, để rồi chúng ta có thể rằng là dứt trừ những cái phiền não để chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, sanh tử luân hồi. Như vậy thì mỗi người cũng biết rằng mỗi cái mầm móng mà đưa đến cái hiểm họa cho đời sống của mình thì mình biết như vậy. Thì ở trong lời dạy của Phật đó là mình mượn cái thân này để mà mình tu tập những cái thiện pháp. Và chính mình tu tập những cái thiện pháp đó là ở hiện tại mình được an lạc, là khi mà mình làm được điều thiện thì mình cảm thấy đó là an lạc. Và nếu mà mình tái sanh ở tương lai thì ít ra do cái nhân lành đưa đến cái quả lành thì mình tái sanh cảnh giới an lành. Và cũng là do cái việc lành, cái nhân lành này trong đời sống hàng ngày mình có tu tập thì mai sau gột sạch những cái phiền não để chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn cái tình trạng mà tái hiện được cái đời sống luân hồi này nữa, không có còn khổ nữa. Là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lại cái bài học hôm nay, mặc dù là cũng cố để giảng cho cái ý nghĩa của bài học này nhiều hơn, nhưng mà cũng do cái thời gian chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Để dành thời gian còn lại thì Chư Tăng sẽ thảo luận bằng sâu rộng hơn thêm để đại chúng chúng ta được lợi ích. Và nhân đây thì chúng con cũng xin tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng trong thời gian qua, cũng như là cô, chúng tôi cũng tri ân cô Diệu Tịnh, cô Khê Ma, cũng như là cô Phát Nguồn Lào Cai đã cúng dường tịnh tài đến Chư Tăng Giảng Sư ở tại Việt Nam. Chúng tôi cũng tri ân quý vị rất nhiều. Chúng con cũng tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng thời gian qua cũng đã cúng dường tịnh tài đến với Chư Tăng Giảng Sư. Và cũng xin
hướng nguyện phước này đến tất cả thượng tọa giác đẳng cũng như là cô Diệu Tịnh, cô Khê Ma đã được tịnh tài đến với chư tăng, mong cho tất cả chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thủ kính trình thưa tòa pháp tân với pháp thoại vừa rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Bạch thưa tòa tự siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa ở trước máy, xin thượng tọa quan nghĩ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Người nữa xin hỏi thượng tọa tự siêu. Bạch thưa tòa tự siêu, ở đây chúng ta thấy rằng có hai cái hiện tượng mà Đức Phật ngài đề cập đến, đó là già và chết. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng trong kinh Kirimananda thì ngay cả bệnh ấy, cũng là một cái thân bệnh, cũng là một đề mục. Cái bất tịnh cũng là một đề mục, cái chết cũng đề mục. Nhưng mà sao trong thiền định chúng ta không nói đến niệm già? Thiền đó có đọc ở đâu mà có nói về niệm già ở trong phép tu về thiền định hay không? Hay là nếu không có thì có lý do tại sao không? Kính thỉnh thiền đó. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, khi nói đến hiện tượng già, bệnh, chết thì ở đây cái đề mục thiền định chỉ lấy cái đề mục gọi là Marana Nusti, tức là niệm sự chết thôi. Nhưng mà tại sao không thấy đề cập đến cái đề mục niệm bệnh hay là niệm già? Thực ra thì có chứ không phải là không có, nhưng mà không trở thành một cái công mất thanh á, tức là không trở thành cái nghiệp xứ hay là cái đề mục để mà tu tập. Thì sự bệnh hay là bất định, có người bệnh thế này, có người bệnh thế khác, có người sống vô bệnh như là tôn giả Pakula chẳng hạn, chỉ để rồi hết tuổi thọ chết. Sự già cũng vậy, con người thì bị lão hóa khi chưa tới tuổi già, đã bị tóc bạc. Còn con người thì khi mà tuổi đã đến cái tuổi già đó nhưng mà tóc chưa bạc. Như vậy cái sự già, cái sự bệnh đó là bất định. Trong khi đó thì sự chết thì tất cả chúng sinh, hay nói một cách khác là Maranantang Hichivitang, cái mạng sống có sự chết là chung cuộc.
Cái điều đó là chắc chắn. Vì vậy cho nên khi mà để đặt vào cái đề mục thiền định thì có cái đề mục niệm chết, là tại vì dầu cho chết bằng cách nào đi nữa thì cái sự hư hoại mạng quyền đều giống nhau. Do đó mới làm cái đề mục được, lấy làm đề mục được. Chứ phải là đề mục thiền, nhưng mà cái sự già, cái sự bệnh đó vẫn được nhắc đến như là một cái pháp quán tưởng. Gọi là Patchwork Connect. Trong năm cái điều Afin Hang Patchwork Connect mà Đức Phật ngài dạy là phải thường suy xét cha ra thầm mong với cha rằng anh đi tì tu, ta phải có sự già, không thoát khỏi sự già. Già thì thầm mong, già thì ngã đi tì tu, ta phải có sự bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Marna thầm mong hít marna ngã đi tì tu, ta phải có sự chết, không thoát khỏi sự chết. Sape me biji himanap pajehi nana pavu vina pavu. Ta phải sanh ly tử biệt đối với người thân mình. Rồi điều thứ năm là kamas kamhi kamada yado, vân vân. Ta có nghiệp là tài sản, nghiệp là kẻ, là của thừa tự, nghiệp là thai tạng, nghiệp thuộc, nghiệp là chủ y cứ. Trong năm điều Phiên Hằng Bách Chân Quyết Khánh Á vẫn có đề cập đến sự già, sự bệnh cũng như sự chết. Và trong 12 điều mà được gọi là Sangwechaniyagathana, tức là 5 sự kiện, ở là 12 cái sự kiện mà làm cho động tâm. 12 sự kiện làm cho động tâm. Thì ở đây cha thấy đúc khăn khổ sanh, cha ra đúc khăn khổ già, già thấy đúc khăn là khổ chết, khổ bệnh, marana đúc khăn là khổ chết, apaya đúc khăn hay là khổ sanh bốn đọa xứ. Rồi atite vatambu lang đúc khăn là khổ luân hồi quá khứ. Anagate vatambu lang đúc khăn khổ luân hồi vị lai. Và pachupande ahara parichat Pariyatthi Ulam, tức là khổ
ngay trong hiện tại là phải đi tìm kiếm vật thực để mà nuôi mạng. Rồi cái sự kiện Upadinyati Loko Atvo, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Rồi Atano Loko Nifisaro, đời là vô hộ vô chủ. Asako Loko Sambhavahariya Gamariyam, đời là vô sở hữu ra đi bỏ tất cả. Uno Loko Atito Tanha Daso, đời là thiếu thốn, bất túc, nô lệ cho tham ái. Đó là 12 điều mà nó làm cho động tâm. Tức là khi mà tâm của mình có cái sự dễ vui, có cái sự dễ vui lơ là, lãng quên với cái việc mà tu tập, không có sự tinh tấn, thì liền suy xét đến 12 cái sự kiện này là tâm bắt đầu bị dao động, bị xúc động và khởi lên cái sự khẩn trương để mà tu hành. Thì do đó cho nên đây cũng được xem như là cái sự đề tài già và bệnh đó, mặc dù không được kể vào Kammathana, tức là nghiệp xứ hay là mục để mà tu thiền, nhưng mà vẫn là đề tài để tu tập, quán xét, tạo nên cái sự tinh tấn, nỗ lực, không có giải đãi, không có dễ vui. Cho nên cũng không thể nói là già, bệnh không phải một. Chỉ tại vì cái sự già và sự bệnh nó không có rõ ràng như tôi trình bày khi nãy, là nó không rõ ràng và không có cố định, đâu có biết được đâu mà suy quán. Còn cái sự chết thì điểm ngay được, mặc dù ở trong bài kinh Kirimandara cũng có nói đến sự chết Adinawa Sanya, nhưng mà cái đó cũng không phải là đề mục, gọi là đề mục tu thiền, mà chỉ là một cái pháp tưởng mà thôi. Chỉ gọi là một pháp tưởng mà thôi. Để chúng ta cần phải hiểu vậy. Thì như vậy chúng ta có ba loại đề, có ba cái đề tài. Sự già nó không nằm ở trong cái pháp tưởng Sanya, mà cũng không nằm ở trong cái đề mục tu tiến Kammathana, mà sự già ở đây chỉ là cái kèo quyết khánh á, tức là cái sự phản tỉnh. Còn cái sự bệnh á, thì nó nằm ở trong cái pháp phản tỉnh hay là cái pháp quán tưởng, mà nó cũng nằm ở trong cái pháp tưởng phản tỉnh và tưởng ba chân quyết khánh á và sanh nha. Còn cái sự chết thì nó nằm ở trong Vajjavekhana, tức là pháp phản tỉnh, mà cũng nằm ở trong cái pháp là tưởng về sự chết, và nằm ở trong cái đề mục Kammathana, tức là niệm sự chết, Maranadusti.
Tại vì cái sự chết đó là nó nhất định, nó rõ ràng và chắc chắn chúng sanh ai cũng chết, và chết kiểu nào cũng là cái sự kết thúc mạng sống. Chúng ta cần phải phân tích rõ ba trường hợp như vậy. Nhưng mà chúng ta tu tập cái đó, thì bình thường người Phật tử chúng ta nói chung là chúng ta phải quán tưởng hàng ngày, chúng ta phải phản tỉnh hàng ngày về sự già, sự bệnh và sự chết nơi chính bản thân mình. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Lãng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, Thánh Thượng Tọa trả lời một câu hỏi nữa rồi, câu thảo luận nữa rồi Thánh Thượng Tọa đi nghỉ. Là tại sao là cái kết trước? Dạ, quý vị chờ chúng không hiểu sao. Tại sao chết là một điều chắc chắn nhưng mà chúng ta dường như là không có khẩn trương về điều đó? Sư thầy kia có thể giúp post dùm câu số 2 không? Không biết tại sao trong cái máy không có post được. Thế tôi thì xíu quan khỉ cho một vài cái gợi ý là tại sao mà tất cả chúng ta đều chết là chắn, và chúng ta cũng đi đám tang này nọ mà ai cũng biết là mình sẽ chết, nhưng mà chúng ta có vẻ không khẩn trương về điểm đó. Xin kính tỉnh thưa tôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tâm phật chúng ta nó có hai cái điều cực đoan. Một là cái gì nó xảy ra đặc biệt hy hữu hiếm thấy, thì mình kinh ngạc thôi, giật mình thôi, nhưng mình không xem đó như là một pháp cần phải khẩn trương để mà tu tập. Còn hai là phàm phu chúng ta, những cái gì mà nó chắc chắn phải là như vậy, cái sự kiện đó gần như là một cái quy luật, thì chúng ta lại phàm phu chúng ta lại coi thường, xem như là cái sự sống và sự chết cái đó là chuyện bình thường, hễ có sanh thì phải có chết, hễ có sanh phải có tử thôi, cho nên họ không cần khẩn trương để làm cái gì. Chúng ta bị rơi vào cái cực đoan đó. Thứ hai nữa là có một số người họ hốt hoảng trước cái chết, nhưng mà họ không biết phải tu tập cái gì, vì cái trí tuệ của họ không có suy nghĩ tới, họ không có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, và họ không có cái khuynh hướng để viễn ly, để xuất ly, không có khuynh hướng xuất ly khỏi cái sự luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên khi mà họ khẩn trương, họ không biết khẩn trương để làm cái gì. Như một người sáng suốt đó, là khi họ đang ở trong nhà mà cái nhà
phát quả bốc cháy, thì người đó khẩn trương tìm ra cái lối thoát. Đó là những người có cái sự sáng suốt. Còn có những người khi bốc quả, phát quả, bốc cháy ngôi nhà, thì lúc bây giờ họ lúng túng, họ không biết phải làm cái gì, thì cũng như chúng sanh vậy. Khi họ thấy sự chết một là họ xem đó là cái chuyện thường tình, thật ra họ không cần phải khẩn trương. Và thứ hai nữa là một người họ bị rối khi họ suy nghĩ đến cái chết, nhưng mà họ không biết làm cái gì, cho nên họ không có khẩn trương để thực hiện. Và cuối cùng là cái điểm thứ ba đó, là do vì tâm chúng sanh phàm phu có cái bệnh gọi là bệnh lười, lười biếng, gọi là kusita, kusito hi na viriyo, tức là biếng nhác, không có chuyên cần. Cho nên họ biết là biết như vậy, họ biết làm thế nào với họ không chịu làm, họ biết vậy họ không chịu làm. Và ở điểm này đó cũng có câu Phật ngôn Đức Phật này dạy rằng du và chát sát sắp tăng chi vi, tô hi nấp phi viriyo e ca hang chi vô tăng se vô quy dân a ra phật tô đa la hằng. Dù sống cả trăm năm biến nhát không chuyên cần, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức. Thì đây Đức Phật này cũng nhắc, cũng nhắc cho chúng sanh, cảnh báo cho chúng sanh, vì chúng sanh có cái tật hay lười, có cái bệnh hay lười, lười biếng, nghĩa là họ thụ động tiêu cực, khổ thời biến khổ, mê thời vẫn mê. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ là tại sao chết là một điều chắc chắn, nhưng mà phần đông chúng sanh dường như là không có khẩn trương về điều đó, bởi vì họ vướng phải ba điều mà họ không có khẩn trương được, như tôi trình bày quý vị. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta đó, chúng ta phải khẩn trương với ba cái điều đi ngược lại chúng sanh. Chúng ta không có, chúng ta quá niệm sự chết, chúng ta không có quá kinh hoàng, lúng túng, mà chúng ta phải có cái hướng để thoát khỏi cái sự sanh lão bệnh tử. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta thấy cảnh đó làm cho mình động tâm, sang quyền á, chích tắc, làm cho động tâm, rồi tâm bi động, thì ngay khi đó là chúng ta phải có cái sự khẩn trương để thiết lập cho mình một cái phương pháp tu tập, một cái sự thực hành rõ ràng. Mỗi một ngày hay là trong đời sống phạm hạnh của chúng ta, mỗi người phải ít nhất là chúng ta phải có một hoặc hai hoặc ba pháp môn mà chúng ta làm thường xuyên. Đó là thường xuyên. Một người quen niệm ân Đức Phật cũng được,
niệm ơn Đức Pháp cũng được, niệm Đức Tăng cũng được, hay là một người quen bố thí, quen trì giới, hoặc là người quen nghĩ tưởng đến cái đức hạnh của các vị chư thiên, hoặc là một người cứ suy xét về cái đặc tính của Niết Bàn là tịch tịnh cũng được. Chúng ta tu tập cách nào cũng được, hay là một người chuyên tu về tâm từ, tâm bi, chuyên tu về tâm hỷ, tâm xả cũng được hết. Thể có cái pháp chuyên tu là được. Khi mà chúng ta khẩn trương với cái sự chết thì chúng ta phải thiết lập cho mình một cái pháp chuyên tu. Cái đó là cái hiệu quả nhất, thưa quý vị, mà chúng tôi kinh nghiệm trong đời sống tu tập là phải làm. Chứ nếu mà ngồi đó chúng ta, một là chỉ than không cũng không được, hai là chúng ta chỉ nói cũng không được, mà chúng ta xem thường, chúng ta bỏ qua cũng không được. Bởi vì chết nó đến gần kề, mình phải có cái gì đó để lại, để làm cái chỗ nương cho mình trong giờ phút lâm chung, vân vân. Chúng ta phải làm. Cho nên ở đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 những cái điều này. Mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ ghi nhớ và cùng nhau nực, chúng ta khẩn trương khi mà chúng ta quán niệm cái sự chết. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trực, thượng tọa tu sư kính thính sư huynh đi nghỉ. Thượng tọa pháp tân, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tân đang ở trước máy và nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Thượng tọa pháp tân, chúng ta nghĩ, chúng ta suy niệm về sự chết như thế nào mà để chúng ta không bị rơi vào tiêu cực? Tại vì có rất nhiều người khi nghĩ đến cái chết họ tiêu cực, thành ra họ rất là sợ nghĩ đến cái chết. Kính thính thượng tọa pháp tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Con chúng tôi kính chào quý tu nữ Phật tử. Con nghĩ rằng để mà mình xin về sự chết mà mình không có bị sinh ra cái tư tưởng tiêu cực thì ở đây ra thì con nghĩ rằng trong cái chung nhất thì ta thường là nghĩ đến cái tiêu cực. Nhưng mà mình thì có một cái suy nghĩ tích cực hơn chút. Tích cực hơn chút ở đây đó thì theo con nghĩ rằng sự chết thì nó trước sau nó cũng đến thôi. Cho nên là mình cứ chuẩn bị cho những cái gì lúc mình còn khỏe, còn trẻ đó. Mình tu tập, mình thực hành những cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày đó, mình tích cực mình làm, tích cực làm, rồi mình tập cái tâm của mình luôn luôn nghĩ đến cái thiện pháp, mình nghĩ đến, suy nghĩ đến những thiện pháp, luôn luôn đừng có để dính mắc ở trong cái sự buồn vui, thích thú, nha. Yeah. Bởi vì khi tâm mình dính mắc ở trong cái sự buồn vui thích thú đó thì tâm mình bị trói buộc. Trong khi mình quan hỷ với cái thiện pháp mà mình làm trong đời sống hàng ngày này thì con nghĩ rằng nó lại càng tăng trưởng thêm cái niềm hỷ lạc cho chính mình. Để mà tập cho mình đối diện trước sự chết không sợ thì thật sự là khó. Thật sự là khó. Nhưng mà khó không có phải là làm không được. Dạ, phải làm không được. Mà như chúng ta biết đó là có những người đối diện trước sự chết thì rất là sợ. Sợ rồi không biết cách nào. Không biết cách nào.
về tâm linh thì cũng miễn mà muốn là nương tựa chỗ này chỗ kia, đối tượng này Phật trời hay là này kia theo cái quan niệm tín ngưỡng của chính mình. Về phần vật lý đó, thì người ta cũng muốn tìm cho mình một cái loại thuốc gì đó để rồi làm sao cho cái sự giảm bệnh của họ được giảm đi, sự chết chóc nó chậm dần đi, nó kéo dài thêm nữa, người ta cũng muốn như vậy. Nhưng mà rồi đó thì có những điều dường như nó vô vọng, không thể nào mà kiểm soát được. Cho nên tôi nghĩ rằng khi mà đối diện sự chết đó, thì để mà mình có cái nghĩ tích cực đó, thì trong đời sống hàng ngày mình nên làm những cái thiện nghiệp, thiện pháp hàng ngày. Để làm thường xuyên như vậy, là một cách quan hỷ tích cực như vậy đó, thì nó trở thành cái dấu ấn sâu đậm ở trong cái nét nghĩ của chính mình. Cái nét nghĩ của chính mình. Và khi mà mình đối diện sự chết, mình nhớ đến những việc thiện, nhớ đến những việc thiện mà mình làm trong đời sống hàng ngày, mình sinh tâm ra quan hỷ. Quan hỷ ở trong cái điều thiện tốt, quan hỷ trong cái điều thiện mà tốt. Cái điều nữa con nghĩ rằng là mình, người ta thường nói là tập cho mình cái đời sống có thiền. Thiền ví dụ như hàng ngày mình có để ý cái tâm của mình, để tâm mình vô trong cái đề mục thiền, hoặc là chánh niệm ở trong hơi thở, chánh niệm ở các cái quay nghi, chánh niệm ở trong cái sự cảm thọ của mình. Mình có chánh niệm như vậy thì cái đối diện trước sự chết mình không ở, tâm mình nó không có bị tán loạn. Mà để rồi cái tâm không có tán loạn thì đòi hỏi phải tập nhiều lắm, tập nhiều lắm, nó tập thường xuyên và tập bất cứ mỗi lúc ở chỗ nào, nơi nào, chỗ nào mình cũng có thể tập cho mình. Bởi vì mình có chánh niệm thì mình không có bị tán loạn. Còn nếu không có chánh niệm thì dễ bị tán loạn, sợ cái này, sợ cái kia, sợ mình có cái lỗi lầm gì đó mà mình chưa có kịp để ăn năn hối cải sám hối, vân vân. Sợ rằng là mình chưa làm được cái điều gì đó. Mỗi người đều có cái ước nguyện về này, về khía cạnh này và khía cạnh kia. Nhưng mà nhiều khi trước khi đối diện trước sự chết, họ lo sợ gì, họ nghĩ rằng họ chưa thực hiện được, cho nên lo sợ, cho tại sợ. Cho nên nếu tập cái tâm buông bỏ thì nó là cái tốt. Thương, nhớ, thích cái gì hoặc là ghét cái gì đó, như là thượng tọa Trì Siêu đã nói khi nãy đó, quán niệm sự chết, quán niệm sự già, quán niệm sự bệnh, rồi những cái vật gì, người nào chúng ta thương, vật gì chúng ta thích cũng phải chia lìa thôi, chia lìa thôi. Và mình chỉ có cái điều mà chắc chắn mình phải mang theo, đó là nghiệp. Nên nếu mà mình để nhẹ nhàng thanh thản thì mình đừng có chấp chặt trong cái sự thương ghét, cái yêu thích, thì con nghĩ rằng đó là một cái cách nghĩ tích cực nhất ở trong cái đời sống. Có làm thiện pháp trong đời sống hàng ngày là có cái để trở thành cái dấu ấn để mà mình nhớ, mình ghi sắc, ghi đậm nét ở trong cái suy nghĩ sâu sắc, trong ý nghĩ của chính mình, để mình quan hỷ. Rồi mình tập cho mình trong cái đề mục thiền tập trong đời sống hàng ngày, mình có gắn cái tâm của mình ở trong cái đời mục của thiền này, thì cái tâm của mình nó không có bị tán loạn,
không có bị sợ, sợ vì 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 chưa có thỏa mãn được cái mong muốn của chính mình, sợ vì những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nếu mà mình tốt đẹp như vậy thì có lẽ là mình được thanh thản, được nhẹ nhàng. Thì cái nghĩ đó là cái nghĩ tích cực nhất cho cái đời sống tập của chính mình. Thì con nghĩ vậy là một cái điều mà tốt nhất. Chứ còn để đối diện trước sự chết mà mình tập cho mình không sợ thì nó cũng khó. Nhưng mà mình sẽ tập, tập ngay từ lúc này. Lúc nào mà mình đã tập thì đó là trở thành một cái tốt rồi, tốt rồi. Chứ không phải là cái xấu đâu. Cho nên mình cứ tập tốt, tập cho mình làm những cái điều thiện tốt trong bất cứ lúc nào, trong thời điểm này. Từ đây trở về sau thì cứ tập dần suy nghĩ những việc lành, những việc thiện, thường xuyên làm những việc thiện và nói năng trong những cái điều thiện, thì cái đó nó trở thành cái dấu ấn tốt để mà mình sanh niềm hỷ lạc khi mà mình lâm chung. Lâm chung biết đâu cái duyên lành đó là cái duyên lành để nối tiếp cho mình cái đời sống tương lai, mình tiếp tục biết tu tập nữa, đó là cái điều tốt. Con xin có cái ý để sẻ trong cái suy nghĩ của mình qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thú cái chuyện Thượng Tọa Pháp Tân với thảo luận vừa rồi. Thưa vị, chúng tôi cũng xin được thích của chư Tôn Đức có một vài cái chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Bài kinh này là một ở trong những bài kinh mà thưa quý vị, nếu chúng ta thường đọc suy niệm thì mình cảm thấy lợi lạc rất là tốt cho đời sống hàng ngày. Sẽ giới Đức Phật ngày dùng cái ngụ ngôn hòn núi bởi vì nó có một lý do rất là sâu sắc. Đó là chúng ta thường quan tâm đến những việc mà không có đáng quan tâm, nhưng mà việc rất đáng quan tâm thì chúng ta lại rất là ơ hờ. Điều đó nó nói lên một cái nhìn mà chúng ta gọi là vô minh. Ở trong một cái ý nghĩa mà đôi khi chúng ta rất khó định nghĩa về vô minh. Thí dụ như là chúng ta ở một khu rừng. Khu rừng đó có rắn độc, có thú dữ, có hố sâu, có gai góc. Nhưng mà chúng ta lại không bận tâm với những cái hiểm họa đó, mà chúng ta chỉ để ý đến hoa lá và những cái đẹp ở trên đường chúng ta đi, hay hoặc giả là chúng ta bận tâm đến mây bay trên trời chẳng hạn. Không có quan tâm chuyện đáng quan tâm và lơ là đối với chuyện đáng quan tâm, nó cũng là một dấu hiệu của vô minh. Bởi vì khi mà Đức Phật định nghĩa vô minh đó, thì Ngài có định nghĩa rằng không có ý thức được về sự khổ, không có biết rõ cái nguyên nhân của sự khổ, không có hướng cầu đến cái sự diệt khổ, và không có đi theo con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đó là vô minh. Về điểm này thì đối với trẻ em, chúng ta thường hay nói là ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng mà đối với người lớn của chúng ta đó, nhiều khi cái lối sống ơ hờ đó là bởi vì chúng ta không có đủ sáng suốt để thấy rõ cái gì là nguy hại. Trong dòng lịch sử của nhân loại, thưa quý vị, có rất là nhiều quốc gia đang ở thời kỳ rất là cường thịnh.
nhưng mà không ý thức được cái hiểm họa chờ đợi, không ý thức được cái nạn diệt vong, không ý thức được cái nạn ngoại xâm. Do đó kinh tế thì có giàu, dân chúng thì có cơm no áo ấm, nhưng mà không có chuẩn bị để đối phó với hiểm họa. Thì thứ gì, những quốc gia đã bị xâm lăng, và chẳng những vậy mà có khi cả một nền văn minh, cả một cái triều đại bị diệt vong vì cái tâm trạng ơ hờ đó. Khi mà chúng ta hiểu về sự vô minh về mặt này đó, thì chúng ta sẽ rất là thấm thía ngụ ngôn và Đức Phật nói dạy về hồn núi. Và đồng thời, thứ vị cũng từ bài học này, chúng ta cũng có thể rút ra được một số những áp dụng cụ thể trong đời sống. Con người chúng ta đó, thì sống với cái sự chìm đắm, sống với cái sự kiêu mạn, sống với cái thái độ ơ hờ. Và rồi bên cạnh đó thì chúng ta có những cái thái độ khác, đó là oán ghét hận thù. Những điều này ở trên thực tế đó, nó cho chúng ta khổ, nó cho chúng ta một cuộc sống phiền não hơn là cuộc sống hạnh phúc. Khi mà chúng ta vướng vào trong đó thì chúng ta không thoát ra được. Lấy một thí dụ là có ai đó họ nói nặng chúng ta trước mặt người khác, họ phỉ báng chúng ta trên báo chí, họ làm thế này thế khác, thì thứ gì, chúng ta nuôi cái nỗi hận trong lòng để làm gì? Để chúng ta nó mang vào trong giấc ngủ, chúng ta tạo nên những độc tố ở trong thân tâm của mình, và rồi cuối cùng có thể chúng ta sẽ ra đi với cái quan trái quan thù như vậy. Chuyện đó không phải xảy ra ít đâu, nhiều lắm. Thì làm sao để hóa giải, làm sao để trả chúng ta trở về với sự thanh thản? Thì cái thái độ đầu tiên đó là chúng ta cần có một ý thức rất minh mẫn về cái gì thật sự có lợi, cái gì hại, cái gì thật sự tai hại cho cái gọi là cuộc sống an lạc tốt đẹp của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ mình là người khác, họ gây tổn thương cho mình đúng hay sai, cái hay quấy, mà chúng ta nên đặt câu hỏi rằng mình có nên để cho mình sống trong sự đau khổ, để cho mình sống trong sự bực tức, có nên để cho mình sống trong sự dày dò như vậy không? Nếu mà chúng ta thấy rằng những thứ đó đó, đó là cái phiền, đó là cái lụy, đó là cái khổ, đó là cái không đáng đó, thì chúng ta nên rũ bỏ nó. Nhưng mà rũ bỏ bằng cách nào? Nếu mà nó rũ bỏ hận thù trong lòng, rũ bỏ quan trái trong lòng, rũ bỏ sự vướng vấp trong lòng, là chúng ta rũ bỏ được đâu, không có dễ. Một trong những cái thuốc mà trị tốt nhất cho những bệnh đó là tưởng về sự chết, suy niệm về sự chết. Thứ gì, ở trong thế kỷ vừa rồi đó, nhân loại có một bước đi rất là đột phá, đó là chúng ta tìm ra thuốc cầu sinh, ví dụ như penicillin là loại thuốc trụ sinh có thể giúp chúng ta để đề kháng những cái như là mũ hay là nhiễm trùng vân vân. Do đó chúng ta uống trụ sinh. Thuốc trụ sinh không phải nhẹ, đó là thuốc rất là mạnh. Nhưng mà bây giờ cứ đứng đường thôi, vết thương bị làm mũ, mà chúng ta cứ đem những loại thuốc nam, thuốc dán mà chúng ta nó không đủ mạnh á, mình chúng ta cứ đắp lại hoài, nó càng ngày càng sưng, càng là ung mủ thêm. Chỉ có thuốc cầu sinh á giúp cho chúng ta đó thôi. Chúng ta tạm thí dụ là cái suy niệm về chết á, nó giống như thuốc cầu sinh vậy. Nó phải có cách để những cái quán thù phiền não chồng chất. Con người chúng ta mà lỡ vương mang một thứ phiền não nào đó, thứ
thì nó khổ lắm, nó khổ lắm. Chúng ta không có giống như vua Bình Sa Vương mà ngồi ở trong cục khất mà bị người ta bỏ đói, rồi bị con của mình cho người đến cắt cái chân, rồi sát muối, rồi xưng phồng, rồi hơ lửa cho đau đớn mà tâm không oán thù. Vua Bình Sa Vương là một vị Tu Đà Phật, là một người thương con, là một người sống an trú với Phật. Nhưng mà chúng ta thì sao? Chúng ta khoan nói đến cái chuyện người ta dùng khổ hình đối với mình. Cái chuyện mà mình nhường ngôi lời cho con mình thương, nhưng mà nó bội bạc mình. Con mình rất thương, mà do nghiệp quá khứ nó quan trái mình, đã nhường ngôi rồi mà còn dùng khổ hình hại mình nữa. Chúng ta quán hận đến mức nào? Rất là dễ dàng, thưa quý vị. Trong những trường hợp đó, chúng ta đi xuống, mình chết với cái tâm đau khổ, mình chết với tâm quán thù, chết với tâm thống trách, để làm gì? Để khổ thôi. Chúng ta thấy trong đời sống con người mình dễ bị chua chát lắm. Người ta dễ chua chát với rất nhiều. Thí dụ như là bây giờ mình ghét người nào đó, tự nhiên có ai ca ngợi người đó, tự nhiên mình đâm ra bực bội. Bực bội lắm kìa, khổ sở lắm kìa. Để làm cái gì? Để làm cho tâm của mình trở nên đau khổ thôi. Hay hoặc giải trong đời sống mình, mình quá muốn cái gì đó mà mình làm không được, mình khổ sở. Chúng tôi nhớ rằng có một chuyện thôi. Ở đây chúng tôi nói để cũng xin lỗi quý vị nếu đụng chạm đến quý vị. Là chúng tôi có quen với một Phật tử. Mà người Phật tử này đó, họ có đứa con gái tương đối đẹp, tương đối là học giỏi nết ra. Mà họ muốn một điều là người con gái đó phải lấy chồng, và phải lấy chồng bác sĩ. Trong khi đó người con gái đó lại thương một người bạn học, mà người bạn học đó thì học dở hơn và chỉ làm kỹ sư thôi chứ không có làm tới bác sĩ. Thì gia đình không chịu, tại nó không có xứng với con gái mình. Nhưng mà rồi cuối cùng người con gái vẫn quyết định là không theo cha mẹ mà quyết định kết hôn với cái người mình thương. Điều đó làm cho bà mẹ cay đắng cả cuộc đời cho đến chết luôn. Tại sao chúng ta nghiệt ngã với mình như vậy? Tại sao chúng ta phải ôm lấy sự cay đắng, mình uống như vậy không được, rồi tự nhiên mình khổ sở cả cuộc đời? Chúng ta nên tỉnh táo hơn và thấy rằng cái quan trọng không phải là ở bên ngoài mình có gì, mình được gì, mình là gì, mà quan trọng là tâm tư của mình có thanh thản hay không. Chúng tôi mong quý vị Phật tử, chúng tôi rất là, cho dù chúng ta không có thành Phật, không có thành thánh, không có là gì, nhưng mà những ngày tháng, những giờ phút mà chúng ta nghe Phật Pháp tại đây, thì Phật Pháp cũng trả chúng ta trở về với một cái tâm thái bình thản, thanh thản, an lạc mỗi ngày. Và mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc rằng vấn đề không phải là mình hơn ai, mình thua ai, vấn đề mình được cái gì, mất cái gì bên ngoài. Vấn đề là cái tâm của chúng ta nó có an tịnh không. Vấn đề là khi chúng ta rời bỏ cuộc đời này, chúng ta có bận bịu vướng vấp với những điều mà thật sự nó không đáng gì không? Đó, chúng ta xem ở đây là ông vua. Đức vua đề cập đến những vị vua bận rộn nào việc là chăn dân trị nước, bận rộn nào cái chuyện mà hưởng thụ quyền quy, hưởng thụ vật chất, mà mình bận rộn với cái việc mà bảo vệ đất nước và nhiều thứ khác. Nhưng mà rồi chúng ta quên hẳn cái gốc là có vấn đề mà chúng ta phải đối đầu, đó là già và chết. Thật ra trong câu hỏi số 1 chúng tôi hỏi Thiền Tọa Từ Siêu á, về cái bệnh và cái chết á, thì thưa quý vị, cái bệnh ấy, chúng ta có thể niệm nó qua cảm thọ, ví dụ như trong thọ quán niệm xứ thọ khổ chẳng hạn. Cái chết á, nó rất là mạnh, nhưng mà cái già nó đến chậm đến nỗi mà nó đến hồi nào mình không hay. Không phải trong ai chúng ta thấy sự tốt bạc rồi nghĩ đến cái già đâu. Do đó già nó không phải là một đề mục để thiền định được. Nhưng mà tất cả chúng ta phải suy nghĩ, bây giờ mình không còn lanh lẹ như ngày xưa, mình không khỏe như ngày xưa, tóc mình bạc trắng trên đầu, hay hoặc giả là chúng ta giờ đã khác đi rồi, thì những điều đó nó nên là những điều mà chúng ta suy niệm để vượt qua những cái gút mắt trong lòng, vượt qua những cái phiền muộn trong lòng. Ít nhất là chúng ta có can đảm hơn để nhìn vào sự thật, và dùng cái sự thật đó là một cái điểm tựa đòn bẩy để chúng ta bật dậy cái tuệ giác của mình, và dùng cái những cái hiện tượng bất toàn bất toại trong cuộc sống về già và chết
để giúp cho chúng ta có được cái phương thuốc trị được những căn bệnh phiền não. Cái đó là cái quan trọng, chứ nó không phải ở bên ngoài. Thật ra bài kinh này còn có nhiều cái điểm mà rất nên chúng ta suy ngẫm và bàn thảo. Nhưng mà hết giờ rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phổ Lập Bồ Đà Đàm. Ngày mai thì chúng ta có môn Thắng Pháp và mình giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Sư. Thế nên lễ về truyền chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thay, xin thay mặt đại chúng gâm gâm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức. Đã mở lòng bi mẫn, đem dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý.